Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục ngồi đây quay trở lại gặp các bạn với một thông tin rất là nóng vừa cập nhật được, liên quan tới là thai phụ ở Bắc Ninh mất tích khi đang đi khám thai đã được tìm thấy ở Gia Lai. Hiện tại mẹ tròn con vuông, đây quả thật là một điều bất ngờ và rất là đáng mừng. Nhưng lý do sao mà từ Bắc Ninh mà thai phụ này mà đi di chuyển đến hàng trăm, hàng ngàn cái số để vào Gia Lai sinh ở trong đó? Đây là một câu chuyện thật quá là gây cấn, phải không các bạn? Thì sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, thai phụ Nguyễn Thị là Thúy Thảo, sinh năm 1998, mất tích bí ẩn tại bệnh viện đa khoa là huyện Yên Phong, Bắc Ninh, đã được tìm thấy tại Gia Lai sinh con khỏe mạnh. Đây là một quả rất là chúc mừng gia đình và điều thật là bất ngờ, không hiểu lý do tại sao. Và câu chuyện của thai phụ này thì trong những ngày trước tôi luôn luôn ngày nào cũng gửi tới phục vụ quý vị và các bạn, tại vì cô ta mất tích một cách quá bí ẩn. Nhưng ngày hôm nay tình cờ bắt gặp và phát hiện sinh nở ở Gia Lai thì càng bất ngờ hơn, phải không các bạn? Thưa các bạn, thai phụ Nguyễn là Thị Thúy Thảo sinh năm 1998 được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện là Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để khám thai. Chờ sinh thì mất tích bí ẩn. Sau 4 ngày mất tích, hiện nay gia đình đã tìm thấy chị ở tỉnh Gia Lai sinh con khỏe mạnh. Sáng ngày 6 tháng 12 năm 2020, anh Bùi Thế Anh, chồng của thai phụ Thảo, thông báo trên là Facebook cá nhân đã tìm thấy vợ mình là Nguyễn Thị Thúy Thảo ở Gia Lai. Vợ tôi là Nguyễn Thị Thúy Thảo gọi điện cho tôi. Hiện tại mẹ tròn con vuông. Lúc đó vợ tôi bắt đầu là tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê và gọi ngay cho tôi nói rằng vợ không biết vợ đang ở đâu. Vợ bị gây mê giờ mới tỉnh. Vợ đang nằm trong viện, bác sĩ nói vợ đẻ được 2 ngày rồi, con được 3,6 kg. Sau đó tôi được biết vợ mình đang ở tận trong Gia Lai, anh Thế Anh là cho biết trên trang cá nhân như vậy. Đây quả thật là một điều quá bất ngờ, phải không các bạn? Đó là lý do mà tự nhiên là bay vào hàng ngàn cái số ở trong Gia Lai mà sinh sau là 4 ngày mất tích. Và lý do mất tích thì cũng chưa là chị Thảo cũng chưa là còn đang còn rất là băng khoăn và lo lắng, cũng chưa biết tình hình như thế nào. Và cũng trong sáng cùng ngày thì anh Thế Anh tiếp tục đăng tải thông tin trên trang cá nhân, mong muốn cộng đồng mạng không nói những lời khó nghe không cần thiết về gia đình của là anh. Hiện tại thì gia đình mình cũng đã đoàn tụ với nhau. Trước tiên mình xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ giúp đỡ gia đình mình trong lúc khó khăn. Khi có thông tin tìm thấy, người nhà mình đã khai nhận và chia sẻ cho mọi người cùng chung vui. Nhưng nhiều người không nghĩ vậy. Họ nói họ giúp và họ cần được biết mọi nguyên nhân, dù cho đến gia đình hay công an đều chưa biết, anh Thế Anh chia sẻ. Theo Thế Anh cũng cho rằng trên cộng đồng mạng vẫn có nhiều người không thông cảm, nói những lời khó nghe không cần thiết khi gia đình vừa xảy ra chuyện không mong muốn. Các bạn có tình nghĩa là một người gặp chuyện như vậy và khi tỉnh dậy xong lại nhìn thấy những lời khó nghe, những dư luận là dồn ép với mình, thực sự còn áp lực chứ không phải người gặp nạn như vậy. Anh là Thế Anh chia sẻ như vậy. Thì trước đó trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 3 tháng 12, tức là ông Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1975, trú tại thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cho biết con gái ruột của ông là cháu Nguyễn Thị Thúy Thảo, sinh năm 1998, vừa mất tích bí ẩn khi đi chờ sinh. Gia đình đã thông báo vụ việc đến công an huyện là Yên Phong để được hỗ trợ tìm kiếm. Thì những cái thông tin này tôi đã gửi tới các bạn đó rất là nhiều video rồi. Nhưng mà đây là một câu chuyện quả thật là rất là gây cấn. Và tình hình bây giờ vẫn chưa biết cụ thể lý do gì là chị Thảo này bay được vào trong Gia Lai để sinh con ở trong đó. Và theo ông Toàn, vào khoảng 18 giờ sáng ngày 2 tháng 12 thì được là mẹ chồng đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong, Bắc Ninh thăm khám để chuẩn bị sinh. Và theo ngày tính toán và dự kiến thì cháu đã quá ngày sinh rồi nên đến bệnh viện thăm khám để chờ sinh đẻ. Khi chuẩn bị đến nhà và khám thì cháu bảo cháu đi vệ sinh một chút xíu.
Khi mẹ chồng đợi cháu khoảng 15 phút thì bệnh viện vào gọi khám, nhưng cháu chưa vào thì mẹ cháu đã đi tìm con nhưng không thấy. Đó, thì sau đó thì trích xuất camera an ninh thì thấy cháu nó đi ra ngoài cổng rồi mất luôn. Từ khi ra cổng, cháu mất tích đến nay chưa tìm được. Đó, ngay sau đó gia đình đã thông báo vụ việc đến công an huyện Yên Phong nhưng chưa tìm thấy cháu. Đó là ông Toàn chia sẻ lại. Và theo ông Toàn, Thảo và chồng yêu nhau là đã 5 năm rồi. Đó, hai vợ chồng lấy rất là yêu thương nhau và sống rất hạnh phúc. Thì không ngờ là sự việc xảy ra là buổi sáng, để là mẹ chồng đưa là Thảo đến là bệnh viện đa khoa là Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để mà khám thai, tại vì quá ngày kinh rồi. Nhưng sau đó thì tự nhiên Thảo vào nó đi vệ sinh xong đó là đi ra ngoài cổng đi luôn. Cho đến nay thì đã là 5 ngày, 4 5 ngày rồi. Và giờ thì điện về báo cho chồng. Đó, báo cho chồng biết là đã sinh là được một đứa con trai là 3,6 kg, rất là khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Nhưng nguyên nhân sao mà đi với ai, ai đưa vào đó để làm gì, thì điều này đang là một điều bí ẩn chưa giải mã được các bạn ạ. Thì tôi cũng mong, tôi sẽ theo dõi và cập nhật để mà thật nhanh về cái thông tin để biết lý do gì mà Thảo lại đi vào được trong Gia Lai mà sinh con. Và tôi cũng rất chúc mừng cho là gia đình, vì nếu đúng thực sự mẹ tròn con vuông thì không có gì bằng. Rất là mừng các bạn ạ. Tôi nhận được cái thông tin này và tôi rất là mừng và cập nhật luôn để gửi tới cho mọi người, để các bạn đều nắm cho rõ. Đó, nhưng câu chuyện này vẫn là chưa kết thúc đâu các bạn. Tại vì là lý do sao đi khám thai rồi tự nhiên Thảo lại bỏ ra ngoài và lên xe đi cùng hai người phụ nữ. Đó là theo là những cái nguồn tin, phải không các bạn? Và đây là một câu chuyện giống như là một trong phim, phải không các bạn? Một thai phụ bình thường sống với chồng hạnh phúc đó, và rất là mà hình đó các bạn cũng thấy rồi, rất là xinh gái, mà không biết lý do gì đến ngày gần sinh mà giờ lại bỏ đi từ Bắc Ninh mà vào đến Gia Lai thì chắc cũng rất là xa, phải không các bạn? Chắc cả ngàn cái số đó chứ không ít đâu. Đó, đó, đây là một điều quả thật đáng ngạc nhiên và bất ngờ. Và tôi cũng cố gắng để theo dõi cái vụ việc này, xem để sau này để cho là cô vợ này bình tĩnh lại, rồi chồng sẽ bay vào trong Gia Lai để chăm sóc vợ con. Và sự việc sẽ từ từ cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc này, và tôi cập nhật được là tôi sẽ gửi liền tới phục vụ quý vị và các bạn. Và tôi cũng rất là chân thành là cảm ơn các bạn luôn luôn đóng góp ý kiến và ủng hộ, đồng hành, theo dõi kênh của tôi. Tôi sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để ra làm những video chất lượng hơn và cập nhật những thông tin nhanh, nắm và chính xác để gửi phục vụ quý vị thân yêu của tôi trong và ngoài nước. Tôi rất là chân thành cảm ơn. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.